những công việc thì tập trung hoàn thiện toàn bộ phần mặt cầu chính, mặt cầu và phần đường cầu chính. Đông lực lượng nhất là các vấn đề về cảnh quan, đặc biệt cái khu bờ sông, khu bến Bạch Đằng để mà phục vụ cho toàn bộ hoàn thiện, chiếu sáng để đến ngày 30 tháng 4 này tổ chức là thông xe khánh thành cầu. Trong quá trình thi công thì những cái thách thức khó khăn mà chúng tôi đối mặt nó không chỉ là về mặt kỹ thuật mà còn các cái thách thức về mặt khách quan nữa, như là đợt đại dịch Covid vừa rồi, cầu Thủ Thiêm 2 vẫn thi công liên tiếp không ngừng nghỉ một ngày nào. Toàn bộ các cái đội ngũ kỹ sư, công nhân, chuyên gia nước ngoài đều phải thực hiện 3 tại chỗ để đảm bảo cái công trình luôn luôn được triển khai và hoàn thành đúng hẹn. Đến thời điểm hiện tại thì tất cả những cái nỗ lực đấy của chúng tôi đã được đền đáp. Chất lượng công trình thì đảm bảo được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước kiểm tra rất nhiều lần và đánh giá là trong quá trình triển khai tuân thủ chặt chẽ các quy định chất lượng công trình này, thì khi mà đưa vào khai thác thì cũng là phát huy hiệu quả rất lớn để kết nối từ quận 1 sang thành phố Thủ Đức, để kết nối ra đường Mai Chí Thọ, đường xa lộ Hà Nội và khu vực phía Đông.